Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy là nhà nước Việt Nam đã thông báo chính thức về lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tang lễ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quản tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7:00 đến 22:00 ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7:00 đến 13:00 ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức vào lúc 13:00 ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng diễn ra vào lúc 15:00 cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày quốc tang 25 tháng 7 2024 và 26 tháng 7 2024. Các cơ quan, công sở, nơi công cộng sẽ treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những thông báo mà Sơn Còi Vlog cập nhật được chia sẻ tới quý vị về chương trình lễ tang cũng như lễ truy điệu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, để mọi người chúng ta tiện theo dõi sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, để lại cho người dân một nỗi mất mát và thương tiếc vô cùng. Ngày hôm nay, Sơn Còi Vlog xin chia sẻ tới quý vị về những dòng chia sẻ của cô giáo Đặng Thị Phúc, là cô giáo đã từng có vinh dự được dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tiểu học. Dù đã ở tuổi 92, trí nhớ có phần giảm sút, nhưng hình ảnh cậu học trò lớp 4 Nguyễn Phú Trọng vẫn im đậm trong tâm trí của cô giáo Đặng Thị Phúc. Sơn Còi Vlog xin được đọc cho quý vị và các bạn nghe những lời chia sẻ của cô giáo Đặng Thị Phúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Thế là tôi không được gặp Trọng lần cuối," cô nghẹn ngào chia sẻ. "Trọng ốm, tôi không đến thăm được. Anh ấy mất, tôi cũng không được nhìn mặt lần cuối. Tôi coi Trọng như người em út, nên xót xa như vừa mất đi một người ruột thịt. Tôi tiếc thương một người lãnh đạo liêm khiết, thương dân." Cô giáo Đặng Thị Phúc, người đã dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm lớp 4, vừa nói vừa khóc nấc nghẹn ngào. Cô Phúc năm nay đã 92 tuổi, tai đã nặng, chân đã yếu, trí tuệ đã giảm sút nhiều. Lúc nhớ, lúc quên, thỉnh thoảng lại lặp đi lặp lại điều vừa nói. Nhưng những ký ức năm xưa về người học trò, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tóc màu hung hung để mái chéo, nước da trắng xanh, suốt năm học chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo lâu với áo bà ba xẻ tà, cổ cao, có hai túi hai bên, thì vẫn nguyên trong tâm trí của cô giáo. Nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, còn nhà cô giáo Phúc thì ở xã Mai Lâm, nhưng Đông Hội chỉ có 15 học sinh lớp 4 nên học ghép với 33 em ở Mai Lâm. Lớp học bàn ghế cọc cạnh, không có cửa, ba bề lộng gió, mùa hè nóng rát, mùa đông rét buốt tái tê. Những ngày mưa thì cả lớp phải ngồi dồn vào một bên để tránh ướt. Từ Đông Hội sang Mai Lâm cũng phải băng qua cánh đồng làng, con đường đất ở giữa gồ lên,
hai bên nằn từng ô thấp cao những vết chân trâu. Ngày mưa thì lầy lội, cậu học trò nhỏ phải bấm ngón chân xuống để cho khỏi ngã. Tổng số của lớp có 48 em, nhưng cô Phúc có ấn tượng đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nhỏ tuổi nhất nhưng là học giỏi nhất, chăm chỉ phát biểu xây dựng bài. Nhà của Tổng Bí thư Trọng khi đó vẫn còn nghèo, ăn khoai, ăn sắn, quanh năm đi chân đất, suốt đông cũng như hè, chỉ có duy nhất một bộ quần áo nâu, đến áo rách để mặc độn bên trong, những khi mùa đông giá rét cũng không có. Tôi rất thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thương như người em út bé nhỏ trong gia đình của mình. Cô Phúc ngậm ngùi nhớ lại. Vì học giỏi nhất nên cuối năm thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đại diện là học sinh hai xã đứng lên thông báo điển hình trước toàn trường. Nhìn cậu học trò nhỏ, cô Phúc vừa tự hào vừa thương đến xót xa khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn áo lâu chân đất như mọi ngày. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm em vào lòng, cô Phúc nghẹn ngào chia sẻ với mọi người. Ở lớp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó thân thiết với duy nhất cậu học trò lớn tuổi nhất và là lớp trưởng, cả hai gắn bó như hình với bóng. Cô Phúc muốn chuyển Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên bàn đầu vì nhỏ nhất lớp, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ngồi bàn thứ ba vì không muốn xa anh Duy. Hết lớp 4, cho Trọng chuyển sang học trường Nguyễn Gia Thiều, cô Phúc cũng chuyển về Hà Nội. Hai cô trò bật tin nhau từ đó. Năm 2001, sau khi dự buổi họp mặt với học sinh lớp 4 năm xưa, được tin cậu học trò này đã thành đạt, cô Phúc rất mừng và làm bài thơ với tựa đề Người trò nhỏ năm xưa ghi để tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài thơ có những dòng thơ như sau: Thơ ngây mái tóc 12, áo nâu chân đất ngô khoai đỡ lòng, em trò nhỏ nhất kém chi, hăng say phát biểu mỗi khi hiểu bài. Và cho đến 4 năm sau, năm 2005, cô mới có dịp đọc bài thơ này ở hội thơ nhà giáo với đề tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô không ngờ chính bài thơ đó đã giúp người trò nhỏ năm xưa tìm lại cô giáo của mình. Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại và rất bất ngờ khi đầu dây bên kia là cậu học trò Trọng nói sẽ đến thăm. Khi ấy, Trọng đã là bí thư thành ủy Hà Nội. Bận nhiều việc nên tôi gạt đi, nói không cần đến, gọi điện cho cô đã là quý lắm rồi. Nhưng mấy hôm sau thì Trọng đến, vừa thấy cô đã trách em tìm cô mãi, mấy chục năm rồi mới được gặp lại, thế mà cô còn không cho em đến. Cô trò nhìn nhau xúc động không nói nên lời. Khi ấy tóc cô vẫn xanh mà tóc trò đã bạc. Cô Phúc xúc động kể lại, khẽ lau những giọt nước mắt cứ trào rơi không thể kìm nén. Cô bảo hôm trước khi nghe thông tin trên truyền hình về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang yếu, cô rất muốn đến thăm nhưng lại sợ làm phiền đến đội ngũ y bác sĩ đang cứu chữa cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế là tôi lại không dám đến, thế là tôi không được gặp Trọng lần cuối cùng. Khi nghe tin Trọng mất, tôi tiếc thương như tiếc thương một người ruột thịt. Tôi tiếc thương một người lãnh đạo liêm khiết thương dân. Tôi chỉ biết gửi lời chia buồn cùng gia đình. Cô Phúc vừa nói vừa liên tục dừng lại giữa chừng để kìm nén sự xúc động trong lòng. Anh Trọng là cái người bé nhất lớp, nhưng mày rất thông minh, mày học giỏi nhất lớp. Nước da lúc nào cũng trắng xanh xanh, tóc thì hơi hùng hùng, cắt tóc chéo này, này. Tôi cũng quý em, tôi coi như là em ruột, tôi coi như em ruột em út. Vì bé nhất lớp mà ngoan lắm. Chỉ có tôi là áo nâu chất đất, áo nâu may xẻ tà, cổ cao này, kiểu kia là không phải may sơ mi, cổ bé mà biết có mỗi bộ quần áo đâu. Thế tôi bảo chẳng nào có mỗi bộ quần áo đâu,
còn bên trong mặc những quần áo cũ kia thì chất ấm nhỉ, mà không có làm gì có mà mặc. Gia đình anh Trọng thì ở cái thôn Lê Xá thuộc xã Đông Trù, thế còn tôi dạy học ở xã Mây Lâm, hai xã liền nhau, nhưng thực ra anh Trọng đi học cũng phải hơn cây số mới tới. Sau khi anh ấy học hết lớp 4, giờ anh ấy sang Từ Sơn, tôi cũng chuyển về Hà Nội, thế là hai cô mới trò xa cách nhau, bắn đi một thời gian dài. Anh ấy mất, thương tiếc như là người ruột thịt của tôi. Nhưng mà tôi tiếc là vì hoàn cảnh công tác, thế là tôi cũng không gặp anh ấy lần cuối cùng. Khi đến với cô là năm 10 tuổi mà học lớp 4, là một học sinh giỏi, ngoan, rất ngoan và chăm học giỏi mà lễ phép. Lễ phép không nghịch ngợm. Có 20 tháng 11 anh ấy thân chinh tận đến nhà. Tự đến nhà gặp tôi, cô trò nói chuyện. Tôi đọc hết bài thơ cho anh nghe. Anh bảo, thế cô nói em là, cô chỉ bảo em là áo nâu chân đất, như thực tế sáng là em chẳng có gì ăn, em đói lòng không chả có gì, chưa về là chỉ có ngô khoai thôi, chỉ có ngô khoai.